Xin chào tất cả các bạn. Sau một thời gian vắng lặng khá là lâu thì ngày hôm nay mình đã quay trở lại với một video mới để review một sản phẩm mà mình đã mua được ở trên Shopee. Đây là lương khô chín mươi của Trung Quốc. Thì có rất nhiều bạn đã từng ăn lương khô của Việt Nam rồi đúng không? Vậy thì cả chắc hẳn là rất nhiều bạn đang thắc mắc rằng lương khô Trung Quốc là sẽ như thế nào. Và còn đặc biệt hơn nữa rằng đây là loại lương khô dành cho lính. Wow. Nhìn bên ngoài thì mọi người thấy có vẻ rất là quen đúng không? Vì đã có mình thấy rất nhiều người đã từng review cái sản phẩm này rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mình mới review được. Nhìn bên ngoài thì nhìn nó có vẻ có thành phần dinh dưỡng này nè mọi người. Không cần tự nó nhận nét. Dùng. Toàn tiếng Trung Quốc luôn. Như cái này là 100g thì phải. Chắc vậy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra nhé. Để lui đây cho mình. Wow, bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem. Bên trong này nó có những cái miếng nước khô mà nó có cái túi này các bạn này. Đây, xem cho các bạn xem. Trong này là có tổng cộng là 4 cái. 3-4, mình sẽ để cho các bạn xem 2 cái thôi. Đây, đây là mặt trước và mặt sau. Nhìn nó có khá là nhiều thứ. Đây. Nó có rất là nhiều thứ để nhìn luôn. Rất là nhiều các cái đồ vật hạt các thể loại trong này. Bây giờ mình sẽ ăn thử để các bạn thử nhá. Rồi đây. Bây giờ mình sẽ cố gắng bóc cái này ra. Ui. Rất là cứng. Ai rồi. Được rồi mọi người ơi. Wow. Thế là mình sẽ bẻ đôi cái này ra thôi chứ rất là ui. Nó rất là cứng. Nhưng mà rất là dễ bẻ thôi. Giờ mình sẽ ăn thử. Vị của nó rất là ngon mọi người ạ. Nó ngon hơn lương khô Việt Nam nhiều. Nếu bạn nào có cơ hội thử ý, thì hãy thử cái lương khô này nhé. Vì nó ngon hơn lương khô Việt Nam rất nhiều luôn. Nó dễ ăn. Nó không phải là giòn giòn đâu, nó ở giữa kiểu giữa giòn và mềm ý. Dễ ăn, rất là dễ ăn. Và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Mọi người có thể ăn thử cái này nhé. Rồi, video của mình ở đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích thì hãy like, share và đừng quên chia sẻ với bạn bè nhé. Tạm biệt.